Và MC Thanh Tùng là con nuôi nghệ sĩ Thành Được cho biết rằng ông đã mãn phần vào lúc 8 giờ 20 phút sáng nay, ngày thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023, hưởng thọ 90 tuổi. Ông qua đời tại tư gia ở San Jose, California, trong vòng tay chăm sóc chu đáo và thương yêu của cô Liên và người em gái là Úc Dung. Ông ra đi trong giấc ngủ nên gương mặt vẫn hồng hào, hiền lành và vẫn còn nét đẹp trai đầy nam tính của ông vua không ngai của sân khấu cải lương. Nghệ sĩ Thành Được sinh ngày 8 tháng 8 năm 1934 tại Kế Sách, Sóc Trăng. Cha mẹ của ông là phú nông, có ruộng vườn tại xã Nhân Mỹ, Kế Sách. Nghệ sĩ Thành Được học xong tiểu học tại huyện Kế Sách và theo cậu ruột của ông là ông bầu gánh hát cải lương Thanh Cần để học hát. Gánh Thanh Cần là một gánh trung ban chuyên diễn ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ. Nghệ sĩ Thành Được nhờ có giọng ca tốt, sắc diện đẹp trai, lại được diễn trên sân khấu nhà nên nhanh chóng trở thành khách tránh và được khán giả hậu giang ái mộ. Nghệ sĩ Thành Được và nghệ sĩ Úc Bạch Lan được may mắn là mới bước chân vào nghề hát đã được danh sư Kim Chưởng chỉ dạy. Đoàn Kim Chưởng nổi danh là anh hùng lưu diễn với các diễn viên giỏi tài nghề như Thành Được, Úc Bạch Lan, Kim Nên, Mộng Thu, Trường Xuân, Nam Hùng, Thanh Sơn, Hà Minh. Khán giả khó quên cặp đào kép thanh sắc lưỡng toàn Thành Được, Úc Bạch Lan qua các vở tuồng Chưa Tắt Lửa Lòng, Bên Đồi Trăng Cũ, Thuyền Ra Cửa Biển, Áo Trắng Nàng Mộng Trinh, Nửa Bản Tình Ca, Người Đẹp Thành Bát Đà. Năm 1961, nghệ sĩ Thành Được kết hôn với nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Hai người cũng trở thành cặp diễn nổi tiếng trong các vở như Con Gái Chị Hằng, Tấm Lòng Của Biển, Bọt Biển, Chuyện Tình 17, Tình Xuân Muôn Tuổi, Rồi 30 Năm Sau, Giấc Mộng Giữa Hoàng Lăng, nhưng đặc biệt là vở Nửa Đời Hương Phấn. Tới năm 1964, hôn nhân của họ tan rã. Năm 1966, nghệ sĩ Thành Được đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm với vai diễn Tướng Cướp Thi Đặng trong vở tuồng Tiếng Hạt Trong Trăm ở đoàn Thâm Minh Thanh Nga. Năm 1984, nghệ sĩ Thành Được đi lưu diễn tại Đức và đã xin tị nạn chính trị tại đây. Ông sinh sống bằng nghề nhà hàng ở Đức và đến năm 1995, ông đến Hoa Kỳ để mở nhà hàng Thành Được tại Milpitas, California, một thành phố nhỏ sát San Jose, California. Cái tên Thành Được lấy chữ Thành từ sự kính nể giọng ca của người đàn anh là nghệ sĩ Thành Công ghép với cái tên Được. Có một lúc, nghệ sĩ Thành Được muốn lấy nghệ danh là Út Được vì ông cũng rất yêu thích danh ca Út Trà Ôn. Chất giọng của nghệ sĩ Thành Được rất ngọt, ngọt đậm thấm. Giọng nói và giọng ca của ông nghe rất sang trọng và trí thức, khiến cho dân ghiền cải lương rất là yêu thích. Nhờ giọng nói này mà ông diễn những vở tuồng xã hội như là vai Lĩnh Nam trong Sân Khấu Về Khuya thì rất là xuất sắc. Tuy vậy thì vai Tướng Cướp Thi Đặng trong vở tuồng Tiếng Hạt Trong Cam vẫn là độc đáo nhất, là đỉnh cao trong sự nghiệp ca diễn cải lương của nghệ sĩ Thành Được. Và chính ông cũng tự nhận với vai này là ông không có đối thủ. Những vai khác mà nghệ sĩ Thành Được thành công như là vai Tùng trong Nửa Đời Hưng Phấn, vai Văn trong Con Gái Chị Hằng, vai Dũng trong Đoạn Tuyệt và vai Điệp trong vở tuồng Lan và Điệp. Nghệ sĩ Thành Được cũng thường tâm sự, vợ của ông là điểm tựa hạnh phúc lớn nhất từ trước tới nay. Khi ông qua Mỹ thì bà là người lo lắng, chăm sóc và ân cần sát bên ông, giúp cho ông vượt qua những tháng ngày mà ông nhớ sân khấu.